Okay. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cứu Hoàng TV nhé. Hôm nay cuối tuần Cứu Hoàng TV lại đi bẫy bìm bịp nha mọi người nha. Giờ là 5 giờ sáng nha mọi người nhé. Mặt trời sắp mọc rồi, mình tranh thủ đi sớm nha mọi người nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Mọi người xem clip nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để đón xem các clip tiếp theo nha mọi người. Rồi, xin chào mọi người, để mình đi đến chỗ khác mình sẽ quay cho mọi người cùng xem nhé. Mục tiêu nó xuất hiện rồi nha mọi người nha. Con mồi đã xuất hiện ở hai góc bên phải này mọi người này. Đấy, nó tới nha. Thì phướng lưới B40 rồi. Con này chắc có thể là nó sẽ bay lên lại thôi. Nó bay về ngọn chè. Ây da, nó vô đó rồi đấy nha. Đấy. Cái này mà không vướng B40 là nó lao tấn công với em mồi nha. Và nó đá con mồi rồi đấy. Vướng B40 là nó sẽ bay lên. Chắc chắn rồi. Chiều này nó sẽ bay lên. Rồi mọi người xem con này nó bay lên hay là nó như thế nào cho mọi người nha. Mời mọi người xem video tiếp theo nhé. À, nó lên rồi, đấy, nó lên rồi. Rồi xin mời mọi người theo dõi nha. Rồi mục tiêu lại xuất hiện nha mọi người nha. Nó bay sang bên này nha. Em bổi nó bay sang bên này nha. Rồi mọi người xem nó sẽ đánh mồi như thế nào nha. Xem nó đánh mồi hay là nó ăn con mồi nha. Thank you.
À, nó lượn qua bên kia rồi, nó lượn qua đấy, nó bây giờ nó đi xa quá, mờ không nhìn không rõ mọi người. Nó đi qua bên kia rồi. Rồi mọi người tiếp tục chờ theo dõi nó đánh mồi như thế nào nha mọi người nha. Rồi con bối đang núp ở bên kia nha. Đó, thấy không? Để ý, đấy, để ý nó mới thấy nha. Đó, nó qua ngay chỗ cái cột kia kìa. Nó đang đi tiến gần chỗ con mồi nha mọi người nha. Đang tiến tới gần con mồi rồi đó.
Dính đây mọi người nha, mình gỡ nó ra nha. Nhìn đây, con này con mái nha, mái nha mọi người nha. Mái nó dạn lắm, mái